Vụ án nhà kinh doanh Trịnh Vĩnh Bình khởi kiện chính quyền Việt Nam được Tòa Trọng tài Quốc tế ICC Phòng Thương mại Quốc tế xét xử tại Paris từ ngày 21 tháng 8 đang làm xôn xao dư luận nước Pháp. Báo chí Pháp cho biết ICC được thành lập gần 100 năm từ năm 1923 cùng với cơ quan phụ thuộc là Tòa án Trọng tài Quốc tế ICC chỉ định hội đồng trọng tài để xét xử các vụ án liên quan đến buôn bán và kinh doanh quốc tế theo luật quốc tế và các hợp đồng thỏa thuận giữa các quốc gia và các nhà kinh doanh của 137 quốc gia đã chính thức tham gia ICC. Việt Nam là một nước tham gia ICC. Tòa án trọng tài quốc tế hàng năm thụ lý và xét xử hàng nghìn vụ, kiện cáo và tuyên án của tòa là bắt buộc, các bên phải tuân theo. Riêng trong năm 2016, tòa thụ lý và xét xử 966 vụ án kinh tế và tài chính. Các phiên tòa có khi ngắn vài ngày, có khi kéo dài đến 10 hôm do phải thẩm tra đối chiếu tranh tụng của các bên. Mỗi bên đều thuê những công ty pháp luật và luật sư giỏi nhất. Vụ án Trịnh Vĩnh Bình kiện nhà nước Việt Nam được mạng đối thoại ở trong nước và đài VOA của Hoa Kỳ đăng bài nhiều kỳ tả lại khá chi tiết về vụ án lớn. Ông Trịnh Vĩnh Bình cũng trả lời nhiều cuộc phỏng vấn dài. Lần này, ông đòi nhà nước Việt Nam đền bù thiệt hại về kinh tế, tài chính và thêm đền bù những năm tháng tù đầy ác nghiệt trong phòng tối thiếu dưỡng khí, bị cùm tay và không cho tắm rửa giữa mùa hè. Sáng ngày 21 và 22 tháng 8, chúng tôi đến trước trụ sở Tòa trọng tài quốc tế tại 122 đường Kleber, quận 14 giữa Paris. Khi tòa đang làm việc những buổi đầu, nghe kín hai bên trình bày, một số bà con người Việt ở Pháp đến từ Cộng hòa Liên bang Đức, Hà Lan mang cờ của Việt Nam Cộng hòa và biểu ngữ đòi công bằng cho doanh nhân Trịnh Vĩnh Bình. Bà con sau đó ghé các quán cà phê bàn luận sôi nổi về vụ án này, hy vọng tòa sẽ mở công khai những phiên cuối cùng. Nhiều bạn trẻ giải thích vụ án này cho các bạn Pháp quan tâm. Trên đại thế có những nhận định phán đoán như sau. Qua vụ án lớn xử giữa thủ đô ánh sáng Paris, các nhược điểm của chế độ độc đảng kiểu vô sản chuyên chính sẽ được phơi bày nguyên vẹn. Nạn tham nhũng dưới nhiều hình thức trắng trợn, công khai, thành từng nhóm lợi ích ở các địa phương là phổ biến. Mang tính chất mafia, khinh thường pháp luật suốt hàng chục năm, ngày một nặng nề hơn. Nền tư pháp do đảng lũng loạn, nắm chặt là công cụ để chà đạp công lý và quyền lợi hợp pháp của người dân, của các nhà kinh doanh, các cường hào mới, các quan chức cộng sản, tham ăn, lăm le, cướp tiền của, cướp đất, cướp nhà, cướp ruộng vườn, vàng bạc của người dân, giúp nhau tẩu tán nhanh, truyền tay nhau nhanh để mất tăm mất tích. Điều bi đát nhất của cái tham ô cực lớn này là đều biệt tăm biệt tích, phân tán, tan nát, không sao truy ra để thu hồi dù chỉ là một phần nhỏ. Cuối cùng là người dân đen phải e lưng gánh chịu hết. Họ đã mất một phần tài sản lương thiện của mình, nay mọi khoản tiền phạt lớn, hàng tỷ hay vài tỷ đô la đền bù cho nhà kinh doanh họ Trịnh cũng sẽ lấy từ ngân sách quốc gia, là mồ hôi nước mắt của hàng chục triệu lao động, nông dân, trí thức lương thiện bị bóc lột một lần nữa, trong khi bọn tham nhũng xưa và nay vẫn sống nhởn nhơ phè phỡn trong các biệt thự xa hoa, hai lần bất công. Trong thời hội nhập 40 năm nay, chế độ và nhà nước Việt Nam đã được hưởng nhiều điều lợi lớn, vài trăm tỷ đô la từ FDI và ODA, thì nay ắt phải được giáo dục chu đáo để mở mắt thấy rõ thế nào là pháp quyền quốc tế, thế nào là nền tư pháp nghiêm minh, độc lập, công bằng cho mọi người. Một chế độ cổ hủ, vô pháp, vô đạo, tối tăm đã đến lúc phải cáo chung, nhường chỗ cho một chế độ dân chủ pháp quyền nghiêm minh, trong sạch, xứng đáng với dân tộc, vốn chuộng công bằng và nhân ái. Tác giả Bùi Tín.